Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ hai, ngày 31 tháng 10 năm 2016 có những nội dung chính như sau. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đối thoại với ngư dân xã Cảnh Dương. Quảng Bình lũ chồng lên lũ. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, chiều hôm qua 30 tháng 10, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã có buổi làm việc với xã Cảnh Dương và đối thoại với ngư dân xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Cùng đi với đoàn công tác của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ có đại diện các bộ ngành trung ương. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Cảnh Dương là địa phương vùng biển với 2.130 hộ, 8.650 nhân khẩu, trong đó có trên 80% người dân chủ yếu sống bằng nghề khai thác đánh bắt thủy hải sản. Hiện nay, toàn xã có 744 tàu thuyền, trong đó có 120 tàu thuyền tham gia khai thác tại vùng biển xa và 243 tàu thuyền đánh bắt xa bờ, số còn lại đánh bắt thủy sản gần bờ. Nhờ biết phát huy tiềm năng thế mạnh của kinh tế biển, nên Cảnh Dương là một trong những địa phương có đời sống ổn định với thu nhập bình quân năm 2015 đạt trên 24.500.000 đồng một người một năm. Và đây cũng là một trong những địa phương dẫn đầu trong toàn tỉnh trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, do sự cố môi trường biển đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế xã hội và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Để kịp thời ổn định tình hình đời sống và sản xuất của nhân dân, ngay sau khi có hướng dẫn kê khai xác định thiệt hại do sự cố môi trường biển của cấp trên và thực hiện quyết định 1880 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ, xã Cảnh Dương đã tiến hành các bước theo đúng quy định, hướng dẫn. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện quyết định 1880 của Thủ tướng Chính phủ, nhân dân xã Cảnh Dương đã có những đề xuất kiến nghị cụ thể như mức bồi thường thiệt hại đối với nhóm tàu có công suất từ 90 CV đến dưới 250 CV, chênh lệch quá thấp so với tàu lắp máy có công suất từ 50 đến dưới 90 CV. Về vấn đề này, nhân dân kiến nghị được hưởng mức đền bù chứ không phải là hỗ trợ giá đối với tàu cá có công suất từ 90 CV đến dưới 400 CV. Riêng đối với tàu có công suất dưới 90 CV thì việc bồi thường thiệt hại ở một mức như nhau. Đề nghị Chính phủ điều chỉnh lại mức bồi thường cho các tàu có công suất từ 90 đến dưới 800 CV cùng các lao động đi trên tàu sao cho thỏa đáng và công bằng. Hai, nếu được điều chỉnh, đề nghị Chính phủ cho các tàu có công suất 90 đến dưới 800 CV được hưởng mức bồi thường riêng, tức là không lồng ghép vào trong người lao động. Nhưng mức bồi thường phải tương xứng với những tàu có công suất từ 50 đến dưới 90 CV như trong nghị định đã nêu. 3. Tức là đề nghị cho các tàu từ công suất 90 đến dưới 800 CV nếu được điều chỉnh thì cái mức này được trả bằng nhau cùng một mức. Và người lao động được trả riêng, cũng tất cả các lao động trên tàu có công suất 90 đến dưới 800 đều một mức giá trả như nhau, tức là riêng biệt, không nên lồng ghép. Bên cạnh đó, nhân dân xã Cảnh Dương cũng đã phản ánh những bất cập trong việc áp giá bồi thường thiệt hại đối với tàu thuyền lắp máy khai thác hải sản vùng lòng ven bờ. Đối với nhóm nghề được kê khai về lao động mất việc làm trực tiếp và gián tiếp, nhóm đối tượng gián tiếp dịch vụ hậu cần nghề cá, dịch vụ du lịch, thương mại ven biển, chính sách ngân hàng. Chúng tôi là những hộ kinh doanh buôn bán hàng lưới cụ phục vụ cho nghề đánh bắt. Tầm đấy, sau khi sự cố môi trường của công ty Gang Thép Formosa xảy ra, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất chúng tôi bị thiệt hại rất nặng nề. Do sự cố môi trường biển ảnh hưởng nên cư dân không đi biển được nữa. Nếu đi thì cũng về không ai thu mua vì sợ cá nhân độc. Với đồng nghĩa, nợ xấu chúng tôi bảo vốn đầu tư cho ngư dân làm ăn đến hàng tỷ đồng không thu hồi được, nguy cơ vỡ nợ và thất nghiệp rất cao. Tại buổi đối thoại, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu giải trình một số đề xuất kiến nghị của nhân dân về việc khắc phục thiệt hại do sự cố môi trường biển. Sau khi lắng nghe những đề xuất kiến nghị của ngư dân xã Cảnh Dương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chia sẻ về những khó khăn do sự cố môi trường biển và những thiệt hại nặng nề của nhân dân tỉnh Quảng Bình trong đợt mưa lũ vừa qua. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh,
sự cố môi trường biển đã ảnh hưởng nghiêm trọng, tác động trực tiếp đến đời sống và sản xuất của nhân dân 4 tỉnh miền Trung, trong đó có nhân dân tỉnh Quảng Bình nói chung và người dân xã Cảnh Dương nói riêng. Trước tình hình đó, Chính phủ và các bộ ban ngành của Trung ương đã khẩn trương điều tra xác minh, đánh giá thiệt hại, đồng thời buộc công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Nghiệp Formosa phải nhận lỗi và bồi thường thiệt hại. Hiện nay, các bộ ngành của Trung ương đã và đang giám sát chặt chẽ quy trình xả thải của công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Nghiệp Formosa. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết, Đảng, Nhà nước, Chính phủ sẽ không đánh đổi giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Bà con đã nêu nhiều, rất nhiều ý kiến về cái thực tế của bà con ở đây. Những gì bà con cho rằng là chưa phù hợp, chưa hợp lý, chưa công bằng. Tất cả những cái điều này thì đoàn công tác sẽ ghi nhận đầy đủ. Các đồng chí bộ trưởng cũng đã báo cáo tiếp thu với bà con. Có thể hôm nay thì không thể giải trình được hết với bà con, cũng không thể nói hết được ý kiến của bà con. Là có thể là tiếp thu ngay, ghi nhận nhưng mà không thể nói tiếp thu và giải quyết ngay được. Bởi vì thưa với bà con, chúng ta có 4 tỉnh bị thiệt hại. Tiền bồi thường này chúng ta sử dụng cho nhiều mục đích. Một là bồi thường thiệt hại. Hai là hỗ trợ để bà con chuyển đổi nghề nghiệp. Ba là nhằm xây lắp những cái thiết bị quan trắc để đảm bảo môi trường bền vững, phát hiện và sự cố kịp thời những cái sự cố xảy ra. Và thưa với bà con, bồi thường tiền nếu mà chúng ta nói bao nhiêu cho đủ thì chắc cũng khó. Vấn đề là làm sao để bà con ổn định, phát triển, chuyển đổi nghề nghiệp để chúng ta phát triển bền vững. Phát triển bền vững trên cơ sở là phát triển các cái ngành nghề, các cái dịch vụ, xây dựng nhiều nhà máy hơn nữa, xây dựng nhiều công trình hơn nữa. Chúng ta có những cái công cụ là khoa học để kịp thời phát hiện, xử lý những cái sự cố môi trường. Và quan trọng hơn nữa là trên tinh thần bà con trước đây đánh giặc giữa làng, phát huy cái truyền thống cách mạng đó, chúng ta phải duy trì phát triển cái đội tàu biển của chúng ta, giữ biển, đánh bắt cá trong vùng lộng, ra khơi, giữ biển trời, giữ biển đảo quê hương. Đấy là tinh thần như thế, kết hợp giữa cái phát triển bền vững với cái bảo vệ tổ quốc, bảo vệ là biển đảo, bảo vệ thềm lục địa, bảo vệ vùng biển của chúng ta. Đấy là tinh thần, là chúng tôi cũng muốn bà con chia sẻ với chính phủ cái điều đó. Còn những cái gì bà con nêu ra chính đáng thì rồi đây ban chỉ đạo để khắc phục những cái hậu quả về sự cố môi trường sẽ ghi nhận đầy đủ, hợp lý và sẽ báo cáo lại với bà con. Và cũng thưa với bà con, đoàn công tác ngày hôm nay thì cũng có chính quyền địa phương, tỉnh, huyện, xã, thì chúng ta cũng không chỉ trông chờ vào cái kết quả bồi thường, mà chúng ta phải trên tinh thần cách mạng, sáng tạo, tự lực, tự cường, từ cơ sở, từ xã Cảnh Dương chúng ta xem bà con nói bây giờ tỉnh, bây giờ xã này chỉ bám biển, sống bằng biển, không thể chuyển đổi nghề nghiệp khác. Thì xin thưa với bà con, chúng ta sẽ chuyển đổi bằng cách là chuyển đổi từ làm ăn manh mún thành làm ăn lớn. Chúng ta chuyển đổi từ cái công cụ đánh bắt lạc hậu, phương tiện lạc hậu, chúng ta làm thế nào có cái khởi nghiệp, lập nghiệp bằng cái sức của mình, bằng cái sự hỗ trợ của nhà nước. Những cái gì bà con trước đây bị thiệt hại mà có thể hỗ trợ bằng thuế, bằng tín dụng thì nhà nước sẽ nghiên cứu hết mức để hỗ trợ với bà con. Ngoài cái bồi thường thiệt hại cho những đối tượng trực tiếp, cái đối tượng được hỗ trợ sẽ cố gắng, nhưng mà chúng ta phải thực hiện hưởng ứng những cái định hướng chuyển đổi nghề nghiệp. Như vậy là chúng ta có chương trình, có cái việc bồi thường thiệt hại trực tiếp, có chương trình hỗ trợ những cái đối tượng gián tiếp,
rồi cái chương trình lớn là hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp để phát triển bền vững, và có cái đầu tư vào các cái công cụ khoa học, thiết bị khoa học để mà quan trắc môi trường, để mà xử lý sự cố, đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Và tinh thần của chúng ta là vươn lên ra khơi, giữ đất, giữ trời, giữ biển đảo. Buổi chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã gặp gỡ đồng viên bà con giáo dân và linh mục Mai Xuân Ái, chánh xứ Xuân Hoa, tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch. Tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, năm 2016, đất nước ta đã tổ chức thành công nhiều sự kiện trọng đại như Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Với 99% cử tri đi bầu, trong đó có đông đảo bà con giáo dân trong cả nước nô nức tham gia. Điều này càng cho thấy bà con công giáo Việt Nam là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn chung sức, đồng lòng cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Về hoạt động tôn giáo, Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động và phát triển, trong đó chú trọng hoàn thiện chính sách pháp luật về hoạt động của các tôn giáo. Trao đổi với linh mục về sự cố môi trường tại 4 tỉnh miền Trung, Phó Thủ tướng khẳng định, việc thu hút đầu tư nước ngoài là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm huy động các nguồn lực phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước. Sự cố môi trường biển vừa qua là ngoài ý muốn. Vì vậy, Phó Thủ tướng mong muốn linh mục, chánh xứ và các vị chức sắc sẽ tiếp tục động viên bà con giáo dân, nhất là vùng bị thiệt hại, đồng thuận hợp tác với các cấp chính quyền trong việc triển khai bồi thường thiệt hại cho bà con. Kiên quyết không để xảy ra các hoạt động gây mất ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Dịp này, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại nặng nề do sự cố môi trường biển vừa qua và động viên bà con từng bước khắc phục thiệt hại, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong lúc nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Bình chưa kịp khắc phục xong hậu quả nặng nề do đợt lũ vào trung tuần tháng 10 gây ra, thì trong tối hôm qua và ngày hôm nay, nhiều địa phương ở vùng trũng của huyện Tuyên Hóa, huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn lại phải tiếp tục còng lưng chống chọi với một đợt lũ mới. Trước tình hình đó, chiều nay 31 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình tổ chức họp bàn các giải pháp để ứng phó. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình chủ trì cuộc họp. Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, từ 1 giờ sáng ngày 30 tháng 10 đến 10 giờ sáng ngày 31 tháng 10 năm 2016, ở Quảng Bình đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 280 mm. Lúc 13 giờ ngày 31 tháng 10, mực nước trên sông Danh tại Mai Hòa trên mức báo động 2 0,43 m và đang xuống chậm. Trên sông Kiển Giang tại Kiển Giang dưới mức báo động 2 0,72 m và đang lên. Hiện nay có một bộ phận không khí lạnh đang tăng cường xuống phía Nam. Dự báo trong ngày mùng 1 tháng 11 sẽ ảnh hưởng đến Quảng Bình. Đêm 31 tháng 10 và ngày mùng 1 tháng 11, dự báo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lũ trên sông Danh dự báo lên trở lại và dao động ở mức báo động 2, báo động 3. Về tình hình tàu thuyền, đến 7 giờ sáng ngày 31 tháng 10, còn hơn 210 phương tiện với trên 1.600 lao động đang hoạt động trên biển. Tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong đợt mưa lũ vừa qua là một bài học kinh nghiệm cho cả cấp, các ngành, các đơn vị địa phương trong tỉnh. Về các giải pháp ứng phó với tình hình mưa lũ hiện nay, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh đến phương châm 4 tại chỗ. Tinh thần chỉ đạo là 4 tại chỗ. Thì tôi đề nghị các huyện là phải quán triệt về từng nhà một. Cái 4 tại chỗ này là không phải không chỉ là 4 tại chỗ của tỉnh, của huyện, của xã mà 4 tại chỗ từng nhà một. Thì để đảm bảo là mình hoàn toàn chủ động, chứ còn khi mà lũ lụt xảy ra mà để kêu cứu là tôi nói chỉ là chuyện khó. Tinh thần là từng nhà một phải lo cho mình, từng xóm, từng làng, từng thôn phải lo cho mình, từng xã phải lo cho mình, từng huyện phải lo cho mình. Thì vấn đề thứ hai nữa là phải chú ý hết sức an toàn về người, không được để tình trạng xảy ra mà chết người một cách không đáng có, chết người một cách đau lòng như vậy là không được xảy ra nữa. Mà cái này tôi đề nghị huyện là chỉ đạo với tân xã và thậm chí bắt loa mà để mà phát cho từng làng một đi. Vấn đề an toàn con người là vấn đề là số một. Trôi nhà có thể là làm nhà mới, chứ còn chết người là chết không bao giờ có lại người được.
Vấn đề thứ ba là vấn đề quản lý tàu thuyền. Trong mưa, trong bão, trong lụt là tàu thuyền do chủ quan. Một là tăng chéo, không kỳ, không neo đầu kỳ cho nên là đứt dây. Thứ hai là tàu vào khu neo đầu thì là neo tàu vào đó, người ấy là không được phép ở trên tàu. Tôi đề nghị là các huyện là tập trung để mà kiểm tra, ra soát lại tàu thuyền trên các cái sông như dọc sông Dân, sông Ròn, nơi cửa sông Nhật Lệ để mà phải vào nơi neo đầu tránh bão. Vấn đề thứ tư là tôi đề nghị là Sở Nông nghiệp chỉ đạo công ty khai thác cả công trình thủy lợi, tức là công ty thủy nông cũ, là phải điều tiết nước ở các hồ chứa cho hợp lý, chứ không thể để tình trạng mà coi như là vỡ đập rồi là để tình trạng là xả lũ về để mà ngập ở vùng hạ lưu là không được. Tha mà hàn một tí còn hơn để mà lụt cho dân tinh thần nữa. Người con tốt nhất là điều tiết khoa học trên cơ sở dự báo lượng mưa để mình xả lũ, xả là cả khô rồi để bù đắp lại. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các huyện, thành phố, thị xã cử cán bộ túc trực 24/24 để nắm thông tin, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân các cấp có hướng chỉ đạo kịp thời. Các thành viên trong Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nắm tình hình địa bàn phụ trách để chỉ đạo sát đúng, hiệu quả, kịp thời. Các sở ngành theo chức năng nhiệm vụ đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân khi đi lại trên các điểm sung yếu. Bộ đội biên phòng chú ý kiểm soát chặt chẽ tàu bè, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn, bảo đảm neo đậu an toàn. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh tập kết lực lượng nơi sung yếu, chủ động lực lượng ứng cứu hiệu quả khi có yêu cầu. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, tham mưu báo cáo kịp thời giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo hiệu quả. Trước tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, chiều nay 31 tháng 10, đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đôn đã trực tiếp về một số địa phương để chỉ đạo người dân khẩn trương phòng chống lũ lụt. Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn đề nghị các xã phường trên địa bàn thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến của mưa lũ và mực nước các nhánh sông trên địa bàn để thông báo cho nhân dân chủ động phòng chống kịp thời, duy trì lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu và chủ động thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Bố trí lực lượng canh gác tại các điểm như ngầm, đường ngập nước, các bến đò để đảm bảo an toàn cho người dân. Các hồ đập cũng được thông báo chủ động xả lũ an toàn để tránh nguy cơ thiệt hại. Thưa quý vị và các bạn, hiện tôi đang có mặt tại thôn Côn Sẻ, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn. Vào 2 giờ sáng ngày 31 tháng 10, trận mưa lớn kéo dài đã khiến nước trên sông Danh lên nhanh. Hiện tại thì một số nhà dân nước đã tràn vào nhà và có khả năng là gây ngập lụt trên diện rộng. Hiện nay, mực nước trên thượng lưu của sông Danh đã lên cao, khiến gần 1.000 hộ dân ở thôn Tân Thường, xã Quảng Hải, thôn Công Hòa, xã Quảng Trung, thôn Côn Sẻ, xã Quảng Lộc và thôn Tiên Phong, xã Quảng Tiên bị nước nhấn chìm. Nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn và giao thông nông thôn cũng bị ngập sâu và chia cắt hoàn toàn. Lúc 2 giờ sáng nhận được thông tin của trên loa phát thanh của xã thì toàn bộ dân trong thôn di dời tài sản để gia súc vào rừng về vận chuyển những cái vật dụng đồ dùng của gia đình hiện giờ còn an toàn. Sau khi nhận được thông báo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thị xã Ba Đồn cảnh báo về tình hình mưa lũ, lãnh đạo các xã phường đã có nhiều biện pháp để hạn chế hậu quả do mưa lũ gây ra. Ủy ban xã, Ban Phòng chống lụt bão xã Quảng Tiên đã tiến hành là tổ chức giao trách nhiệm cho các đồng chí trong thành viên Ban Phòng chống lụt bão xã và cán bộ ủy ban xã trực tiếp đi về các thôn để là triển khai công tác phòng chống lụt bão và tiến hành rà soát các hồ ở ven sông và các cái vùng ngập sâu để di chuyển lên ở các vùng cao và các cái trường cao tầng. Còn ở tại các cái trụ sở ủy ban, trường học và trạm y tế thì chúng tôi đã có kế hoạch chuyển toàn bộ tài sản lên ở vùng cao, các cái tầng cao. Còn đến nay thì nước đang còn lên cao và lên rất to. Nhiều trường học trên địa bàn đã tiến hành thu dọn bàn ghế, sách vở, dụng cụ dạy học và tài liệu, đồng thời cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn cho các em. Chúng tôi cũng đã là huy động toàn bộ lực lượng giáo viên ở trong trường cùng với học sinh và nhờ thêm cái lực lượng phụ huynh ở xung quanh trường để là
thu dọn những cái tài sản của nhà trường lên ở chỗ cao đảm bảo cái an toàn. Đợt mưa lũ vào giữa tháng 10 vừa qua xảy ra trên địa bàn thị xã đã khiến 6 người chết, hơn 23.000 ngôi nhà bị ngập sâu, hư hại 230 ha rau màu và 120 ha cây ăn quả. Người dân chưa kịp khắc phục hậu quả đợt lũ vừa qua thì nay phải đối mặt với tình trạng lũ chồng lũ khi mà lượng mưa ngày càng lớn. Trong sáng nay thì chúng tôi đã tập trung chỉ đạo ban phòng chống lụt bão của xã đã thông báo để cho bà con nhân dân là chuẩn bị phương án đối phó với cái lũ chồng lũ. Hiện tại thì nước sông Chanh đang dâng cao và là có nguy cơ chiều nay hoặc là tối nay thì lũ sẽ là tràn vào địa phương. Vì vậy cho nên là chúng tôi đã tập trung chỉ đạo tất cả các phương án. Đặc biệt nếu mà lũ trở lại thì sẽ cái thiệt hại sẽ khó lường xảy ra đối với địa phương xã Hồng Tân. Hiện chính quyền địa phương tại các xã bị ảnh hưởng đã khẩn trương hỗ trợ người dân di tản đến những ngôi nhà cao hơn để đề phòng lũ tiếp tục dâng cao. Còn gia súc và gia cầm cũng đã được đưa đến nơi trú ẩn an toàn. Thưa quý vị và các bạn, trận lũ lịch sử chỉ vừa mới đi qua và trong khi người dân xã Phú Hòa, huyện Quảng Trạch đang tích cực triển khai công tác khắc phục, thì trong những ngày qua thì những trận mưa kéo dài đã khiến cho mực nước ở sông Dinh lên cao và đến thời điểm ngày 31 tháng 10 thì trên địa bàn xã Phú Hòa đã bị cô lập hoàn toàn. Từ 16 giờ ngày 30 tháng 10, trên địa bàn xã Phú Hòa, huyện Quảng Trạch bắt đầu có mưa lớn kéo dài. Đến hôm nay, ngày 31 tháng 10, hai tuyến đường chính dẫn vào xã Phú Hòa đã bị chia cắt hoàn toàn do nước lũ lên rất nhanh. Đó là ở khu vực đập tràn rào sau nối xã Phú Hòa với quốc lộ 12 và trục đường liên xã nối hai xã Phú Hòa và Cảnh Hóa. Năm 2007 là có một cái trận lũ lịch sử làm thiệt hại cũng rất là lớn, rồi đến năm 2013 thì lại lũ trong lũ. Lũ thì mới ra là chưa được một vài ba ngày thì lại lũ quay lại. Cho nên rồi bây giờ năm nay lại lũ là cách đây hai tuần là bây giờ lại lũ quay lại, cho nên là khi cuộc sống bà con ở nơi đây nó quá vất vả. Nên nghề nghiệp thì chủ yếu làm nóng làm ruộng, chứ không có cái nghề gì là chính cả, cho nên là cái đời sống bà con hết sức khó khăn. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự, khi tiếp cận được với nhiều khu vực dân cư trên địa bàn xã Phú Hòa, thì trong ngày 31 tháng 10, cả 6 thôn của xã đã bị ngập hoàn toàn. Đỉnh điểm, nước lũ đã tràn vào nhiều hộ gia đình ven sông, có nơi sâu đến hơn 1 mét so với mặt đường. Khi nước lũ về thì gia đình thì con cháu thì chó chạy đi ra khả con chứ ốm thì ở nhà đây không phản sửa đồ đoan thì nói ra thì không sợ lắm, nước vô máu thì không sợ lắm, ngồi vừa xoan vừa rúng nữa đó. Nhận định được diễn biến thất thường do mưa lớn kéo dài, cấp ủy chính quyền địa phương xã Phú Hòa đã chủ động bám nắm tình hình, đồng thời tổ chức thông báo khẩn cấp đến các trưởng thôn để gấp rút thông tin cho nhân dân về diễn biến của mưa lũ. Vì vậy, phần lớn các hộ gia đình đã chủ động di dời tài sản, đồ đạc và vật nuôi đến nơi an toàn, đồng thời chủ động tích trữ lương thực, thực phẩm để tiếp tục sống chung với lũ. Nước lần này đi nó cũng lên cái khí mà khoảng 12 giờ là lên nhanh. Cho nên là cứ trực tiếp từng phút để ra ngồi tìm những cái răng để mà lực ngồi mà tháo, mà phóng đi lâu khác. Là như là xoan đô đạc ăn thử thì được đi thử thì mất đi thì là cứ chịu khổ ấy đó. Lũ chồng lên lũ đã gây ra quá nhiều thiệt hại, khó khăn chồng lên khó khăn đối với người dân vùng thấp trũng ở xã Phú Hòa, huyện Quảng Trạch. Không chỉ riêng xã Phú Hòa mà mưa lớn đã gây ngập lụt nhiều địa phương ven sông Danh. Hơn 200 hộ dân của xã Cảnh Hòa, xã Quảng Thanh bị ngập sâu trong nước. Cầu Phao Thuần Hòa, xã Quảng Trường bị lũ cuốn trôi. Hiện tại, chính quyền và người dân các địa phương đang chủ động triển khai các phương án ứng phó với lũ lụt. Trước tình hình mưa lũ, chiều hôm qua thì Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai của huyện đã tiến hành họp và triển khai nhanh lực các lực lượng về tại các địa bàn trọng điểm, đặc biệt là xã Phú Hòa và xã Cảnh Hòa. Thì hiện nay là trên tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ huy cũng như ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thì chúng tôi đã triển khai lực lượng đủ mạnh để sẵn sàng ứng phó khi là mưa lũ ập tới, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, tổ chức túc trực các cái vị trí trọng yếu như là đập tràn qua xã Phú Hòa và các cái vị trí đập của xã Quảng Liên, rồi là ở Trung Thuần, hồ Trung Thuần và đập Vực Tròn để là kiểm soát cái lượng xả lũ của các cái khu vực đập, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng về xả tràn của các cái hồ đập. Rút kinh nghiệm đợt lũ trước, huyện Quảng Trạch đã và đang khẩn trương triển khai các phương án phòng chống lụt, không chủ quan, bị động, quyết tâm giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất về người và tài sản.
từ ngày 30 đến 31 tháng 10, trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã có mưa to đến rất to, nước sông Danh dâng cao đã làm cho một số địa phương ở vùng trũng thấp bị ngập lụt. Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn huyện Tuyên Hóa, mưa lớn trong hai ngày vừa qua đã làm cho trụ sở Ủy ban nhân dân xã Văn Hóa bị ngập sâu gần 2 mét. 10 thôn của xã Văn Hóa bị cô lập hoàn toàn, 100 nhà dân bị ngập nước. Rút kinh nghiệm các đợt lụt trước ngay từ ngày hôm qua, thì Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão của xã đã thông báo cho bà con nhân dân là di dời những hộ nhà dân ở thấp lên nhờ vùng nhà cao và đưa những gia súc gia cầm tập kết đến nơi an toàn. Và thời điểm hiện nay thì nước lũ đang lên, và Ủy ban nhân xã cũng đang tập trung để đi cứu hộ các hộ dân ở vùng ngập thấp. Và cũng theo báo cáo các thôn thì đến nay thì chưa có thiệt hại về người và gia súc gia cầm. Rút kinh nghiệm từ đợt mưa lũ trước để kịp thời đối phó với thiên tai nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân. Tối 30 tháng 10, xã Văn Hòa đã tiến hành di dời khẩn cấp 27 hộ dân ở các vùng trũng thấp đến nơi an toàn. Ban phòng chống thiên tai và xã đã đến các cái thôn như Bắc Hóa, Tây Hóa, Xuân Hóa, Nam Sơn, di dời các cái hộ dân ở vùng ở gần ven sông Danh, di dời vào các cái điểm cao để bà con đảm bảo trú ẩn, đảm bảo cái an toàn. Và kinh nghiệm của trận lũ vừa rồi thì trên địa bàn xã Mai Hòa thấy rằng cái thiệt hại rất là nặng nề. Nên trong đợt mưa này thì Đảng ủy ban đã tập trung chỉ đạo kiên quyết và tuyên truyền cho bà con hiểu rõ về cái tình hình thiên tai để thực hiện tổ chức phương châm bốn tại chỗ. Mưa lũ cũng đã làm cho nhiều tuyến đường giao thông ở các xã Cao Quảng, Thuần Hóa bị sạt lở. Trong sáng ngày 31 tháng 10, tất cả các trường học ở các xã Văn Hóa, Mai Hòa, Châu Hóa, Phong Hóa đã đồng loạt cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn cao nhất về người. Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết trong những ngày sắp tới, hiện huyện Tuyên Hóa đang tập trung chỉ đạo các xã thị trấn tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời có các phương án đối phó nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Trạm thủy nông Phú Vinh, thành phố Đồng Hới đang tích cực điều tiết lượng nước nhằm hạn chế việc xả nước ồ ạt, tránh gây ảnh hưởng đến khu vực vùng hạ lưu. Ngày 30 tháng 10, trạm thủy nông Phú Vinh đã thực hiện quy trình điều tiết xả nước hồ Phú Vinh với mức nước 50 mét khối một giây, nhằm phòng tránh nguy cơ vỡ đập khi mưa lớn kéo dài, đồng thời đảm bảo không làm ảnh hưởng đến cả vùng hạ lưu. Trước đó, ngày 28 tháng 10, trạm thủy nông Phú Vinh cũng đã có thông báo xả lũ đến các ngành địa phương trên địa bàn thành phố với mức nước xả từ 50 mét khối đến 380 mét khối trên giây. Theo diễn biến của thời tiết, ngay sau khi tạnh ráo, việc xả lũ sẽ được dừng lại để tích nước phục vụ cho sản xuất vụ đông xuân sắp tới. Ngoài ra, trạm thủy nông Phú Vinh đã cắt cử cán bộ trực thường xuyên 24 trên 24 giờ theo dõi diễn biến của thời tiết để có sự điều tiết hợp lý. Để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, các đơn vị địa phương của huyện Bố Trạch đã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, cung cấp kịp thời về diễn biến mưa bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch đang tiếp tục chỉ đạo các ban ngành đoàn thể các địa phương chủ động nhân lực phương tiện theo phương châm bốn tại chỗ. Đến nay, các địa phương đang tích cực hướng dẫn người dân trăng chống lại nhà cửa, kê cao tài sản, đồ dùng gia đình tránh không bị ngập nước. Đồng thời, lập các chốt bảo vệ, ngăn không cho người và phương tiện qua lại tại các trục đường giao thông, đường tràn, ngầm tràn khi có mưa lũ. Theo thống kê, hiện trên địa bàn huyện Bố Trạch có khoảng gần 400 hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở, mất an toàn. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo chính quyền địa phương các xã theo dõi tình hình mưa lũ và có phương án di dời đảm bảo an toàn về người và tài sản cho các hộ dân. Từ sáng ngày 31 tháng 10, hồ Rào Đá bắt đầu xả lũ với lưu lượng xả 126 mét khối trên giây. Dự kiến thời gian xả lũ từ ngày 31 tháng 10 đến mùng 4 tháng 11. Trong điều kiện thời tiết có mưa to đến rất to như hiện nay và lưu lượng xả của hồ Rào Đá khá lớn như thế, sẽ gây nguy cơ ngập lụt cho các xã vùng thấp trũng. Vì vậy, chính quyền và người dân huyện Quảng Ninh đang triển khai các phương án chủ động để ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại. Trong đó, các địa phương nằm ở vùng thấp trũng ven sông như xã Tân Ninh, Hiền Ninh, chính quyền địa phương đã có thông báo trên hệ thống loa truyền thanh và cử cán bộ về tận các thôn để hướng dẫn người dân sẵn sàng di chuyển đến những nơi an toàn, yêu cầu các trạm y tế di rời các trang thiết bị đến khu vực cao và chuẩn bị đầy đủ cơ sở thuốc, sẵn sàng khám chữa bệnh cho người dân trong các tình huống khẩn cấp. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản, các địa phương đã yêu cầu người dân chủ động đưa trâu bò đến các khu vực cao để chăn thả, đồng thời chuẩn bị đầy đủ thức ăn và nơi tránh trú cho đàn gia súc gia cầm.
Với phương châm chủ động trong mọi tình huống, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thành lập 5 đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ở các vùng trọng điểm ngập lụt thuộc các địa bàn huyện Minh Hóa, huyện Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, huyện Bố Trạch, thành phố Đồng Hới và huyện Quảng Ninh, huyện Lệ Thủy. Cũng trong ngày 31 tháng 10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huy động 100% quân số tham gia ứng trực, đồng thời triển khai lực lượng và các phương tiện cứu hộ cứu nạn sẵn sàng cơ động khi có tình huống. Mưa lớn trong hai ngày qua đã khiến nước ở các sông suối dâng cao, gây chia cắt nhiều địa phương. Trước tình hình đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình đã thông báo đến các trường học từ cấp mầm non đến trung học phổ thông trong toàn tỉnh cho học sinh nghỉ học đến khi nào trời tạnh ráo trở lại. Riêng trong sáng ngày 31 tháng 10, nhiều trường học ở thị xã Ba Đồn và huyện Tuyên Hóa và một số trường thường xuyên xảy ra ngập nặng như trường tiểu học Nghĩa Ninh, trường mầm non Nghĩa Ninh, trường tiểu học Đồng Phú đã thông báo cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn cho các em. Những trường phải cho học sinh nghỉ học sẽ triển khai dạy bù để học sinh không chậm chương trình học. Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối các hoạt động hỗ trợ người dân vùng lũ, sáng nay ngày 31 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận số tiền cứu trợ từ cơ quan kiểm toán nhà nước, Tổng công ty Khí Việt Nam, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Pijico. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì tiếp nhận. Trước những khó khăn mà người dân tỉnh Quảng Bình đang phải gánh chịu, cơ quan kiểm toán nhà nước đã phát động quyên góp hỗ trợ người dân Quảng Bình với số tiền 100 triệu đồng. Tổng công ty Khí Việt Nam hỗ trợ 150 triệu đồng và Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Pijico ủng hộ 100 triệu đồng nhằm chia sẻ những khó khăn mất mát và phần nào giúp đỡ đồng bào tỉnh Quảng Bình khắc phục hậu quả sau trận lũ lịch sử vừa qua. Chiều nay ngày 31 tháng 10, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh dẫn đầu đã đến trao tiền ủng hộ cho nhân dân vùng lũ Quảng Bình. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp nhận. Tại buổi tiếp nhận, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh đã chia sẻ với những khó khăn mất mát khi Quảng Bình phải trải qua trận mưa lũ kỷ lục vừa qua và mong muốn với số tiền 500 triệu đồng được quyên góp từ cán bộ công chức viên chức Bộ Xây dựng sẽ góp phần giúp người dân vùng lũ Quảng Bình sớm vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng hứa sẽ tạo mọi điều kiện giúp Quảng Bình sớm hoàn thành chương trình xây dựng nhà tránh lũ cho các địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Cảm ơn sự quan tâm sẻ chia kịp thời của Bộ Xây dựng đối với người dân vùng lũ Quảng Bình, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông báo tình hình thiệt hại do mưa lũ và công tác khắc phục hậu quả thiên tai của tỉnh Quảng Bình trong những ngày vừa qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ Bộ Xây dựng trong các chương trình phòng chống lụt bão nhằm góp phần giúp tỉnh Quảng Bình hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Ngày 30 tháng 10, trường Trung học cơ sở số 1 Nam Lý, thành phố Đồng Hới cùng hội cha mẹ học sinh của nhà trường đã đến thăm và tặng quà cho trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Dân Hóa, huyện miền núi Minh Hóa, một ngôi trường chịu nhiều thiệt hại sau đợt mưa lũ vừa qua. Trong đợt mưa lũ vừa qua, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Dân Hóa chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Trường có 5 điểm trường lẻ đóng tại các bản. Lũ quét gây sạt lở đất khiến cho các điểm trường bị cô lập hoàn toàn trong mưa lũ. Nhiều lớp học rột nát, bị ngập nước, làm đồ dùng dạy học, sách vở của học sinh bị ướt hoàn toàn, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dạy và học. Trong hành trình về với học sinh vùng lũ Minh Hóa lần này, thầy và trò trường Trung học cơ sở số 1 Nam Lý đã tặng hơn 1.000 quyển sách, vở, bút, một bộ trống trường và nhiều nhu yếu phẩm khác như gạo, mì tôm. Đây là những món quà được các em học sinh trong trường đóng góp và được trích từ quỹ phúc lợi của nhà trường. Ngày 31 tháng 10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời và Bệnh viện Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình thăm khám, phát thuốc miễn phí và tặng 1.000 xuất quà cho đồng bào xã Lâm Trạch, Hương Trạch, huyện Bố Trạch. Tại xã Lâm Trạch, gần 20 y bác sĩ phối hợp với cán bộ y tế của địa phương đã triển khai công tác thăm khám và phát thuốc cho 800 người dân. Qua thăm khám, đa phần người dân mắc một số bệnh như tiêu chảy, đường ruột, một số bệnh ngoài da và đau mắt đỏ. Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã hướng dẫn người dân cách phòng bệnh và cấp phát miễn phí theo bệnh lý. Đây là hoạt động có ý nghĩa của đội ngũ cán bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời và y bác sĩ Bệnh viện Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh dành cho bà con vùng lũ lụt. Được biết trong dịp này, đoàn đã đến xã Hương Trạch để trao 1.000 xuất quà với tổng trị giá trên 300 triệu đồng hỗ trợ cho bà con khắc phục hậu quả thiên tai. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Bản tin dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 31 tháng 10, ngày 1 tháng 11 năm 2016. Khu vực miền núi trời nhiều mây, có mưa vừa, rải rác mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
Gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm từ 94 đến 99%. Khu vực đồng bằng ven biển, trời nhiều mây, có mưa vừa, rải rác mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm từ 93 đến 99%. Khu vực thành phố Đồng Hới, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm từ 92 đến 95%. Vùng biển có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 11, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm từ 92 đến 99%.